áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Xin chào các em, tiếp tục về chủ đề từ trường. Các em có nhớ từ trường tồn tại ở đâu không nhỉ? Từ trường thì có ở xung quanh nam châm, xung quanh dòng điện và cả xung quanh trái đất nữa. Nếu như cô có một dây dẫn, cô dùng dây dẫn đó, cô cuốn quanh một ống hình trụ, thì đây cô có một ống dây. Cô cho dòng điện đi qua ống dây này, tức là đi qua các vòng dây này, thì xung quanh ống dây này sẽ có từ trường. Vậy từ trường xung quanh ống dây có dòng điện đi qua có đặc điểm như thế nào? Chúng ta cùng đi vào bài học ngày hôm nay, bài 24, từ trường của ống dây cho dòng điện đi qua. Một, La Mã, từ phổ và đường sức từ của ống dây dẫn cho dòng điện đi qua. Thì để tìm hiểu về từ trường của một ống dây thì bước đầu tiên là ta phải quan sát được những hình ảnh trực quan nhất về từ trường. Tức là ta sẽ đi quan sát từ phổ của nó. Các em còn nhớ từ phổ là gì không nhỉ? Từ phổ là hình ảnh của các đường mạt sắc xung quanh nam châm. Hay nói rộng ra một chút, từ phổ chính là hình ảnh của các đường mạt sắc ở trong từ trường ấy. Làm thế nào để tạo ra từ phổ của một ống dây dẫn có dòng điện chạy qua? Thì chúng ta sẽ tiến hành thí nghiệm như sau. Một nhỏ, thí nghiệm. Đây, chúng ta sẽ bố trí thí nghiệm như hình vẽ. Trên hình này, cô có những dây dẫn xuyên qua một tấm nhựa trong suốt. Xuyên qua một tấm nhựa trong suốt thì các vòng dây này giống như một ống dây. Trên tấm nhựa trong suốt, cô sẽ rắc mặt sắt, rắc thật đều. Và bước cuối cùng, cô sẽ mắc dòng điện để cho dòng điện đi qua các vòng dây này. Thì hiện tượng chúng ta quan sát được là gì nhỉ? À, các mặt sắt này sắp xếp với nhau thành các đường cong. Thì hình ảnh của các đường mạt sắt này chính là từ phổ của ống dây dẫn cho dòng điện chạy qua. Từ phổ của ống dây dẫn cho dòng điện chạy qua có đặc điểm như thế nào? Ở bên ngoài ống dây cũng có các đường mạt sắt. Và các đường mạt sắt này là các đường cong. Nối từ các đường cong này, nối từ đầu bên này của ống dây sang đầu bên kia của ống dây. Nó giống với các đường mạt sắt ở bên ngoài của một nam châm thẳng ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu. Đây, các đường mạt sắt cũng là các đường cong nối từ cực này của nam châm sang cực bên kia của nam châm. Điểm khác ở đây là gì? Điểm khác ở đây là trong lòng ống dây. Trong lòng ống dây cũng có những đường mạt sắt. Các đường này lại là các đường thẳng và gần như là song song với nhau. Hình ảnh chúng ta quan sát được ở đây là từ phổ của ống dây dẫn cho dòng điện đi qua, để chúng ta có được những cái nhìn trực quan nhất về từ trường. Sau khi đã quan sát được từ phổ rồi, chúng ta sẽ làm gì nhỉ? Chúng ta đi biểu diễn từ trường của ống dây dẫn cho dòng điện chạy qua. Chúng ta làm như thế nào? Đây là từ phổ của nó. Cô sẽ dùng một chiếc bút, cô vẽ theo những đường cong mạt sắt này. Cô vẽ theo những đường cong mạt sắt này thì hình ảnh cô thu được. Đây, đây là hình ảnh cô thu được này. Cái đường cong cong này này, cái đường cong cong xoắn xoắn này chính là biểu diễn cho ống dây. Trong ống dây này thì có dòng điện đi qua. Bên ngoài này là các đường cong cô vẽ theo đường mạt sắt. Thì những đường bên ngoài này người ta gọi là đường sức từ của ống dây cho dòng điện chạy qua. Thì các em để ý hình dạng của đường sức từ là các đường cong khép kín. Ở bên trong lòng ống dây thì các đường sức từ sắp xếp rất là dày đặc, chứng tỏ rằng ở trong lòng ống dây và cả ở hai cực của ống dây, hai đầu của ống dây này nữa, từ trường mạnh. Càng ra xa ống dây, các đường sức từ càng thưa dần, chứng tỏ rằng càng ra xa ống dây thì từ trường càng yếu dần. Nói đến đường sức từ thì chúng ta phải nói đến một yếu tố, đó là chiều của đường sức từ. Ta sẽ vẽ chiều của đường sức từ bằng cách nào nhỉ? Ở bài hôm trước, để xác định chiều của một chiều đường sức từ của một nam châm thẳng, ta sẽ dựa vào quy ước là xa bắc vào nam. Các đường sức từ đi ra từ cực bắc và đi vào ở cực nam. Nhưng với ống dây của mình, ta không biết cực nào là cực bắc, cực nào là cực nam. Thế thì ta sẽ làm như sau.
cô sẽ sử dụng những kim nam châm đặt thăng bằng trên một đường sức từ. Khi đó hiện tượng chúng ta quan sát được là gì nhỉ? Những thanh nam châm này, những kim nam châm này nối đuôi nhau. Cực nam của kim nam châm này nối hướng về phía cực bắc của kim nam châm này. Cực nam hướng về phía cực bắc cứ như thế. Và chúng ta có còn nhớ quy ước về chiều của kim nam châm đối với chiều của từ trường là gì không nhỉ? Người ta quy ước rằng chiều của đường sức từ là chiều hướng từ cực nam đến cực bắc của kim nam châm. Nhớ nhá, của kim nam châm xuyên dọc theo kim nam châm này nằm trên đường sức từ đó, hướng từ cực nam đến cực bắc của kim nam châm. Vậy thì mũi tên cô điền được sẽ là như này, hướng từ đây sang đây. Ở đầu này thì đường sức từ đang đi vào. Ở đầu này đường sức từ đang đi ra, ở dưới đây cũng thế. Đây là cô đã vẽ được đường chiều của đường sức từ dựa vào hướng của kim nam châm. À, thế qua đây ta nhận xét thấy các đường sức từ này đi vào ở một đầu của ống dây và đi ra ở đầu còn lại của ống dây. Đây, đi vào đây, đây là đi ra đây. Giống với chiều đường sức từ của một thanh nam châm thẳng cũng đi vào ở cực một cực. Các đường sức từ đi vào ở một cực và đi ra ở cực còn lại. Đến đây ta đã có được những kết luận về từ phổ đường sức từ của một ống dây cho dòng điện đi qua chưa nhỉ? Hai nhỏ kết luận. Trước tiên là về từ phổ. Nhớ từ phổ là gì? Từ phổ là hình ảnh của các đường mạt sắt xung quanh ống dây, trong lòng ống dây. Dùng để làm gì? Để quan sát được hình ảnh trực quan về từ trường. Để quan sát thôi nhé. Đặc điểm của từ phổ đối với ống dây có dòng điện chạy qua là gì? Bên ngoài ống dây, các đường mạt sắt là các đường cong, là các đường cong nối từ đầu bên này của ống dây sang đầu bên kia của ống dây. Phần bên trong lòng ống dây thì các đường mạt sắt lại là các đường thẳng, gần như là song song với nhau. Ta so sánh được các đường mạt sắt ở bên ngoài ống dây với các đường mạt sắt ở bên ngoài của một nam châm thẳng thì chúng có hình dạng gần như là giống nhau, đều là các đường cong nối từ đầu bên này sang đầu bên kia. Đấy là về từ phổ. Còn đường sức từ thì sao? Các em nhớ đường sức từ dùng để biểu diễn từ trường. Đây, đường sức từ đây dùng để biểu diễn từ trường của một ống dây dẫn cho dòng điện đi qua. Các đường sức từ này có đặc điểm gì nhỉ? Nó đều là các đường cong, và các đường cong này là các đường cong khép kín. Ở bên ngoài ống dây thì các đường sức từ này đi vào ở một cực và đi ra ở cực, đi vào ở một đầu và đi ra ở một đầu còn lại. Bên trong lòng ống dây các đường sức từ lại song song với nhau. Phần đường sức từ ở bên ngoài ống dây giống với đường sức từ ở bên ngoài của một nam châm. Chúng ta đều thấy các đường sức từ này đều đi vào ở một đầu của ống dây này. Đây cũng đi vào một cực của nam châm, đi ra ở đầu còn lại của ống dây, đi ra ở cực còn lại của nam châm. Biết được chiều của đường sức từ của nam châm, ta hoàn toàn có thể xác định được hai cực của nam châm dựa vào quy ước ra bắc vào nam. Các đường sức từ đi ra ở cực bắc và đi vào ở cực nam. Tương tự như vậy, dựa vào chiều của đường sức từ của ống dây này, ta hoàn toàn có thể xem như ống dây này có hai cực giống như hai cực của nam châm, và cũng xác định được tên hai cực của nó. Đầu mà có đường sức từ đi ra là cực bắc, và đầu đường sức từ đi vào là cực nam. Thì đâu là cực bắc nhỉ? Đây là đi ra, đây là cực bắc, ký hiệu là chữ N. Đây là đầu đi vào thì là cực nam, ký hiệu là chữ S. Vậy vấn đề đó là làm thế nào để ta có thể xác định được chiều đường sức từ của một ống dây dẫn có dòng điện chạy qua? Nếu như với nam châm, ta biết được hai cực của nam châm dựa vào quy ước ra bắc vào nam, ta hoàn toàn có thể xác định được chiều của nó rồi. Nhưng với ống dây ta chưa biết được đầu nào của ống là cực bắc và đầu nào của ống là cực nam, thì ta sẽ xác định
bằng cách nào? Chúng ta đi vào phần 2 La Mã. Quy tắc bàn tay phải, một nhỏ chiều đường sức từ của ống dây dẫn cho dòng điện chạy qua phụ thuộc vào yếu tố nào? Ta biết đường sức từ để biểu diễn cho từ trường. Vậy thì muốn có từ trường ở xung quanh ống dây thì ống dây này phải có dòng điện chạy qua. Cô đặt ở hai đầu ống dây một nguồn điện. Cực dương nối vào đây, cực âm nối vào đây. Ban đầu khóa K mở, tức là chưa có dòng điện đi qua các vòng dây này, thì xung quanh ống dây và trong lòng ống dây chưa có từ trường. Ta đặt một kim nam châm thử gần đó, kim nam châm vẫn chưa bị định hướng, vẫn chưa được hướng theo một chiều xác định. À, vậy thì cô làm thế nào tiếp theo nhỉ? Cô đóng khóa K. Khi cô đóng khóa K ở đây thì các em để ý, sẽ có một dòng điện đi từ cực dương này. Đấy, đi qua các vòng dây. Đi qua các vòng dây như này. Đi qua các vòng dây và trở về cực âm của nguồn. Xung quanh ống dây này có từ trường rồi. Ống dây này sẽ giống như một nam châm và nó đang hút kim nam châm ở đây. Có dòng điện chạy qua ống dây thì xung quanh và trong lòng ống dây có từ trường. Vậy ta sẽ đưa ra được dự đoán về chiều của đường sức từ của ống dây sẽ phụ thuộc vào, có khả năng là nó sẽ phụ thuộc vào chiều của dòng điện đấy. Bởi vì sao? Cứ có dòng điện thì có từ trường, mà biểu diễn từ của từ trường là đường sức từ mà. Cho nên dự đoán là chiều của đường sức từ phụ thuộc vào chiều của dòng điện đi qua ống dây. Đây là dự đoán, ta phải kiểm tra dự đoán này bằng thí nghiệm. Nếu như dự đoán của cô là chính xác, ban đầu này, chúng ta xét dòng điện đang đi xuống như này, dòng điện ở bên ngoài đang đi xuống như này, thì nam châm đang bị ống dây hút. Nếu như cô đổi ngược chiều dòng điện, để dòng điện bây giờ đi lên như này, đi như này, đi lên như này, để về cực này, thì sao? Thì kim nam châm có khả năng là sẽ bị đẩy ra, bị đổi chiều, bị đẩy ra. Bây giờ chúng ta thử tiến hành xem có đúng là kim nam châm bị đẩy ra không nhá. Em quan sát này, khi cô đổ chiều hai cực của nguồn, bây giờ đầu này lại mắc với cực dương thì dòng điện sẽ đi lên như này. Dòng điện sẽ đi lên như này. Và đi về cực âm. Thì ta thấy kim nam châm thử đặt gần đó bị đẩy ra xa, chứng tỏ rằng dự đoán của chúng ta là hoàn toàn chính xác. Kết luận lại, chiều của đường sức từ của ống dây cho dòng điện đi qua phụ thuộc vào chiều dòng điện đi qua ống dây đó. Vậy sự phụ thuộc đó là như thế nào? Sau khi tiến hành thí nghiệm nhiều lần kiểm tra thì người ta đưa ra một quy tắc gọi là quy tắc nắm bàn tay phải để xác định chiều của đường sức từ khi biết được chiều của dòng điện đi qua ống dây. Quy tắc đó như sau, phát biểu như sau. Hai nhỏ quy tắc nắm bàn tay phải. Nắm bàn tay phải rồi đặt sao cho bốn ngón tay hướng theo chiều dòng điện chạy qua các vòng dây. Ngón tay cái chõi ra chỉ chiều của đường sức từ trong lòng ống dây. Ở đây các em lưu ý đến hai yếu tố đã biết chiều, đó là chiều của dòng điện và chiều của đường sức từ. Và làm như sau này. Bây giờ các em để ý, dòng điện của cô đang, đây là ống dây có dòng điện đi qua các dòng chiều mũi tên là đang đi xuống như này. Thì cô sẽ nắm bàn tay phải này, sao cho các ngón tay chỉ theo chiều dòng điện đi xuống, các ngón tay đi xuống. Ngón tay cái chõi ra chỉ chiều của đường sức từ ở bên trong lòng ống dây. Chỉ chiều đường sức từ trong lòng ống dây, ngón tay cái chõi ra chỉ chiều nha. Chiều đang hướng từ bên đây sang bên đây. À, thế đường sức từ trong lòng ống dây đang hướng từ bên đây sang bên đây. Người ta sẽ biểu diễn bằng dấu mũi tên này, đi từ bên đây sang bên đây, thành các vòng như này. Đấy, thì mũi tên đang đi vào ở đầu này của ống dây và đi ra ở đầu này của ống dây. Dựa vào đó ta có thể điền được dấu mũi tên ở phía trên và ở phía dưới này, đi ra này và đi vào đầu này. Được chưa nào? Dựa vào quy tắc nắm bàn tay phải, khi cô biết được chiều của dòng điện, cô sẽ xác định được chiều của đường sức từ của ống dây. Và khi cô ngược lại, khi cô biết chiều của đường sức từ của ống dây rồi, thì cô hoàn toàn có thể xác định được chiều dòng điện đi qua ống dây đó.
Dựa vào phần kiến thức này, chúng ta cùng đi giải một số bài tập vận dụng sau nhé. 35 mã vận dụng. Trước tiên là câu C6 sách giáo khoa trang 67. Xác định các từ cực của ống dây. Ở phía trên ta nói, khi ống dây có dòng điện chạy qua thì ống dây đó giống như một nam châm, cũng có hai cực. Bây giờ người ta cho chiều của dòng điện đi như này, yêu cầu xác định các từ cực của nam châm. Biết chiều của dòng điện dựa vào quy tắc nắm bàn tay phải, cô hoàn toàn có thể xác định được chiều của đường sức từ. Dựa vào chiều của đường sức từ cùng với quy ước ra bắc vào nam ở nam châm thẳng, bài trên chúng ta học, ta hoàn toàn xác định được chiều, xác định được hai cực ở hai đầu của nam châm này rồi, đúng không? Chúng ta sẽ đi làm như sau này. Chiều của dòng điện các em biết rồi, đang đi lên. Chúng ta nắm bàn tay phải này, sao cho các ngón tay chỉ theo chiều của dòng điện. Ngón tay cái chõi ra chỉ chiều của đường sức từ ở trong lòng ống dây. Đây, cô nắm đây. Cong đầu ngón tay chỉ cho chiều dòng điện đang đi lên như này. Ngón tay cái chõi ra chỉ chiều của đường sức từ ở bên trong lòng ống dây. Đường sức từ đó đang đi như này. À, đi vào ở đầu này và đi ra ở đầu này. Thì đây cô vẽ mô phỏng một số đường sức từ nhá. Các em để ý, đây, cô làm lại này. Chiều tứ, chiều ngón tay, nắm bàn tay phải sao cho chiều ngón tay chỉ chiều của dòng điện. Dòng điện đang đi lên, à ngón tay đi lên. Ngón tay cái chõi ra chỉ chiều của đường sức từ. Ngón tay cái chõi ra chỉ chiều của đường sức từ ở bên trong lòng ống dây. Chõi ra như này, đang chỉ sang bên đây. Thế chiều đường sức từ trong lòng ống dây sẽ đi như này. Thế ta thấy rõ mũi tên đang đi ra ở đầu này của ống dây và đi vào ở đầu này của ống dây. Tiếp tục dựa vào quy ước ra bắc vào nam đối với nam châm thẳng để xác định hai cực của ống dây này, được chưa? Đi ra ở cực bắc và đi vào ở cực nam. Thế thì cực này sẽ là cực bắc, ký hiệu là chữ N. Còn cực này là cực đi vào là cực nam, ký hiệu là chữ S. Bài tập tiếp theo nhé. Đề bài như sau. Cho ống dây AB có dòng điện chạy qua, đây là ống dây AB của cô, có dòng điện chạy qua. Một nam châm thử đặt ở đầu B, đây đầu B của cô, mặt nam châm thử đặt ở đây. Khi đứng yên, nằm định hướng nam châm thử này khi đứng yên thì nằm định hướng như hình vẽ. Xác định chiều của dòng điện chạy qua. Bây giờ xác định chiều của dòng điện. Muốn xác định được chiều của dòng điện, ta phải biết được chiều của đường sức từ. Dựa vào quy tắc bàn tay phải ta sẽ xác định được chiều của dòng điện, đúng không? Bây giờ chiều của đường sức từ ta có xác định được không nào? Ta dễ dàng xác định được. Bởi vì sao? Nam châm này ta biết. Ta sẽ xác định được hai cực của ống dây này. Mà xác định được hai cực thì cô sẽ xác định được chiều của đường sức từ rồi. Các em để ý, nam châm đây là màu xanh là cực nam của kim nam châm, màu đỏ là cực bắc của kim nam châm, đó là theo quy ước. Vậy cực nam của kim nam châm đang hướng về phía này thì tương ứng ở đây sẽ phải là cực bắc của ống dây, ký hiệu là chữ N, cực bắc của ống dây. Còn đầu bên này sẽ là cực nam của ống dây. Biết cực của ống dây, ta có thể xác định được chiều của đường sức từ đối với ống dây này chưa nhỉ? Được rồi. Theo quy ước ra bắc vào nam, ống dây sẽ có đường sức từ đi ra ở cực bắc và đi vào ở cực nam như sau này. Cô vẽ lên đây nhá.
Đây, thế dấu mũi tên là đi ra ở cực Bắc và đi vào cực Nam. Dấu mũi tên như này. Dấu mũi tên hướng như này. Biết chiều của đường sức từ rồi. Biết chiều của đường sức từ rồi. Thì cô sẽ hoàn toàn xác định được chiều của dòng điện dựa vào quy tắc nắm bàn tay phải thôi. Nắm bàn tay sao cho, nắm bàn tay phải này, sao cho chiều từ ngón tay, chiều của các ngón tay chỉ chiều dòng điện, ngón tay cái trái ra chỉ chiều của đường sức từ. À, đường sức từ ở bên trong lòng ống dây đang hướng từ bên đây sang bên đây, thì ngón tay cái trái ra như thế này. Dòng điện đang đi xuống ở bên ngoài này, dòng điện đang đi xuống. Đây là chiều dòng điện của cô. Hoàn thành được đề bài rồi. Bài tiếp theo, bài số 2. Hai cuộn dây có dòng điện được treo đồng trục với nhau và đặt gần nhau. Đây là hai cuộn dây của cô này. Có dòng điện đi qua. Có dòng điện đi qua, được treo gần nhau và đặt đồng trục với nhau. A. À, nếu dòng điện chạy trong cuốn dây, trong cuộn dây có chiều như hình vẽ, thì hai cuộn dây đẩy hay là hút nhau? Thế đây, ở cuộn dây này thì dòng điện đang đi xuống như này. Còn ở cuộn dây này thì dòng điện đang đi lên như này. Người ta hỏi rằng trong trường hợp này thì hai cuộn dây đẩy hay là hút nhau? Cuộn dây có dòng điện đi qua thì ở đó sẽ có tư trường, giống như là hai nam châm thôi. Chúng sẽ hút hoặc đẩy nhau, tương tác với nhau. Bây giờ với cuộn dây này, dòng điện đang đi xuống như thế, thì làm thế nào để xác định được hai cực của nam châm để xem là chúng hút hay đẩy nhỉ? Chúng ta sẽ dựa vào quy tắc nắm bàn tay phải cộng với quy ước về chiều ra Bắc vào Nam để xác định xem hai cực, hai đầu của cuộn dây này xem nó là hướng với hai cực nào nhé. Đây, cô nắm bàn tay này. Chiều của các ngón tay hướng theo chiều dòng điện, các ngón tay đang đi xuống như này. Đây, nắm như này. Ngón tay cái chõi ra chỉ chiều của đường sức từ ở bên trong lòng cuộn dây. Ngón tay cái chõi ra đang đi ra bên ngoài này. Thì các em thấy quy ước về chiều của các cực của nam châm là gì nhỉ? Chiều đường sức từ là gì nhỉ? Ra Bắc vào Nam đang đi từ đằng sau đằng trước. Đi ra ở đằng trước và đi vào ở đằng sau. Vậy thì đằng trước sẽ là cực Bắc, đằng sau sẽ là cực Nam. Cô để ở đây một cái nam châm cho các em dễ hình dung nhé. Bây giờ tương tự với vòng này, chúng ta cũng xác định xem hai cực tương ứng của nó là gì. Cô cũng nắm bàn tay phải này. Bây giờ dòng điện của cô là đang đi lên. À, thêm ngón tay của cô cũng đi lên như này. Nắm bàn tay vào. Chiều từ ngón tay là chỉ chiều của dòng điện, ngón tay cái chõi ra chỉ chiều của đường sức từ. Chõi ra đang là đi vào bên trong. Chiều đường sức từ của mình đang đi vào bên trong như này. Cũng kết hợp với quy ước ra Bắc vào Nam, đi vào bên trong. Tức là đầu ở bên ngoài này sẽ là cực Nam, còn đầu ở bên trong của cô sẽ là cực Bắc, đi từ cực Bắc đến cực Nam. Đi từ cực Bắc đến cực Nam. Vậy hai nam châm này đang đặt lệch với nhau. Kết luận lại, hai cuộn dây hút nhau. Hai nam châm này cực Nam. Cực Nam của nam châm này hướng với cực Bắc của nam châm này. Cực Nam của nam châm này lại hướng với cực Bắc của nam châm này. Cho nên là chúng hút nhau. Bây giờ tiếp tục. B. Nếu đổi chiều dòng điện của một trong hai cuộn dây thì tác dụng của chúng có thay đổi hay không? Bây giờ cô đổi chiều ngược lại thì chiều của hai cực cũng sẽ đổi ngược lại. Bây giờ nam châm của cô sẽ đổi chiều như này, thì cực Bắc của nam châm này sẽ hướng với cực Bắc của nam châm này. Khi đó chúng sẽ đẩy nhau. Đến đây chúng ta đã kết thúc phần bài học ngày hôm nay rồi. Hẹn gặp lại các em trong các bài học tiếp theo nhé. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.